Tiến chào cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến đi làm thiện nguyện thì sẵn trên đường rồi. Tiến ghé ra qua thăm ngoại. Đó, thì ngoại kìa. Chào ngoại. Tai nạn. Ngoại ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả ngoại? Bữa nay ngoại ăn cái gì nè? Ăn gì? Rau ăn luộc, nước tương, và mỡ. Dạ. Ăn ăn nè, rửa chén. Dạ. Ăn có nửa chén rồi hả? Ờ, rồi chén. Mày ăn mỗi lần ăn được 2 chén không? Nè, chiều mẹ ăn nửa chén nữa. Mỗi lần chỉ có nửa chén thôi ha. Sáng ăn nửa chén. Chiều ăn nửa chén. Dạ. Nửa chén. Dạ. Ngoại thích ăn hủ tiếu không? Không, không. Ăn phở. Phở hủ tiếu thì không ăn hết trơn á. Vì ngoại thích ăn cái gì? Ăn cơm á. Ngoại thích ăn cơm mà. Ăn cơm quen rồi ha. Dạ. Ngoại ngoại đem cái gì? Cà phê và đá. Trà đường không ngoại? Trà đường. Trà đường. Trà đường. Trà đường. Trà đường ngoài uống đó ha. Cảm giác còn nhỏ đó, nó làm đi trà đường cho uống. Rồi cái người cháu của ngoại đâu? Cháu khờ khờ đi đâu rồi? Nó như hay làm mà nó nằm ở dưới. Ở nó đâu? Đi hoài luôn. Đi hoài luôn. Nó đi. Hồi đó 5 tuổi. Dạ. Mà năm nay nó 32 tuổi rồi, nó đi hoài mãi mãi luôn. Đi hoài mãi mãi luôn. Ơi mãi mãi luôn. Đi bỏ ngoại luôn. Ừ. Có la ngoại không? Hả? Chỉ có la ngoại không? Hả? Chỉ có la ngoại không? Ai gì? Trời ơi, dễ quýnh bảo ngoại á. Ai thằng này. Dễ quýnh bảo ngoại luôn á. Quýnh quýnh. Ăn cơm á, nó là nó lấy nước tạt mình ba. Gì hả? Lấy nước tạt mình. Ừ. Rồi gượt đánh luôn. Đánh luôn. Vậy chứ. Hai dọn cơm hai con ăn đi. Con ăn rồi. Không biết sao mà nhà bự bả được nhà cửa vậy nhà, không? Dạ. Dọn cơm. Cái gì hai là con ăn đi. Hôm trước nó cũng đi vậy đó. Rồi. Cái đi ra lộ mà lộ xe ngoài lộ quốc lộ mà mình mày. Rồi. Cái nó bị tai nạn á, xe tải mới kéo nó đó. Đúng rồi. Rồi đi xuống bệnh viện với Cần Thơ với rồi. Rồi người ta mới cho tiền đồ gì mới làm cái nhà được con ngon chứ trước cái nhà dữ lắm tệ luôn. Vậy hả? Ừ. Lúc đó nhà sập sệ ha. Sập sệ lắm. Nhà bằng cây hay gì anh? Ừ. Nhà lúc trước nhà không có cái nhà thì vậy đó, nhưng mà không có tô. Dạ. Nha. Giống như xây gạch thôi. Rồi xây gạch nhà tình thương á. Rồi. Xây gạch rồi đó là không có nhà vệ sinh gì hết trơn á. Rồi nó bị tai nạn rồi đó, người ta mới cho tiền đồ gì mới làm tráng sân rồi lót gạch rồi lại làm nhà vệ sinh rồi đó. Sao? Dạ. Chứ khổ lắm rồi. Nhà tôi nói nhà thì cũng 8-9 anh em á, mà cũng như nó hơi là cũng nhiều lắm, cũng 4-5 người đó. Dạ. Thì là 8-9 người mà bị bệnh hơi là hết mấy người? Khoảng 4 người á. Dạ. Yeah. Mà còn mẹ của con nhỏ mà nó đi đó là nó cũng bị tâm thần á. Rồi nó bị xe đụng nó mà chợ nó chết lâu rồi, chết cũng lâu rồi. Lâu ha. Dạ. Chết lâu phải bằng ha. Thì là chết là lúc cái chị đó là còn nhỏ ha. Nhỏ này nè là nó mới có 6 tháng à, mà giờ nó 30 mấy tuổi rồi. 6 tháng mà mấy giờ 3 mấy năm mày. Ừ. Vậy chết lâu rồi 3 mấy năm mày. Ừ. Dạ. Nó lúc đó ở với bà ngoại có còn trẻ, bà ngoại cỡ cô vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ bà ngoại bả giờ bả 8 mấy rồi. Dạ. Nó 3 mấy rồi. Dạ. Trời mày ăn với trà luộc là ăn một chén cơm luôn đó hả? Dạ. Ngoại ăn thức gì vậy nè, chừng nữa con vô con thăm con mua. Ngoại ăn cà luộc chấm với nước tương. Vậy là mốt mua chai nước tương. À, với vài trái cà. Ừ. Hay dài, nước tương nhỏ không chịu. Quá không ăn thịt. Cái dài nước còn mày lớn gì, hay dài vậy nè. Dạ. Ba dụng ngàn bờ cờ hiển. Ít là chai nước tương mà bằng cái giò ngoại luôn hả? Ăn 2 tháng mới hết. Ờ, dữ vậy hả, mua chai nước tương bự ăn 2 tháng mới hết. Ừ. Mà nó hư rồi sao? Dạ. Vô cái đó ăn nhiều sợ hết. Hết đi con mua cho nữa. Ngoại cứ ăn thoải mái này hết con mua. Nước tương mà ngoại có thích ăn ớt không? Nước tương loại mà nó pha sẵn đó, nước tương chiên xua. Cái chai nhiều quá nóng. Cái đó chiên nhiều quá nóng. Cái mà
ấy dọn cơm cho hai con ăn hay không? Ăn ăn nha, ăn mấy là tình nghề á. Ăn là không vậy ăn hả? Mấy là không tình nghề á. Mà có thịt không? Mẹ ăn có thịt không con? Hết chân thịt. Đây này này là con trai thứ bảy. Dạ, có thịt không? Nó đi ở độ nó đi mặn nó mới về đó. Dạ. Mày. Mà thằng đó. Có thịt không? Hả? Dọn cơm mà có thịt không? Ăn con có thịt không hả? Dạ. Đầy đủ. Đầy đủ. Hai con này đủ. Đầy đủ. con vợ nó được cái lắm. Dạ. Ừ. Năm nay nó 57 rồi đó. Dạ. Vợ nó 53. Ờ. Rồi bắt đầu. Nó má ơi, bà nhà của mình ơi, nó mai lết ra đó vô. Hồi nghiệp bây giờ gì ta trả được bao nhiêu tiền lấy về sửa cái nhà lại, cái nhà đó nhà cũ sửa lại. Dạ dạ. Chứ không phải cái nhà mới. Dạ. Ngoài còn minh mẫn quá. Cũng. Ngoài nói ngoài có cái một gùi tài. Một gùi trời cho. Trời cho không ạ? Trời cho. Hả? Một gùi trời cho ha. Trời cho, trời cho. Ngoài nó là trời cho. Hay lắc ở đây là chết rồi. Lắc chết. Lắc là dạ. Chết nha. Ừ. Ngoài sợ chết không? Ừ. Ngoài sợ chết không? Không sợ chết ha. Niệm Phật tối ngày á. Niệm Phật tối ngày. Không sợ chết. Ngoài niệm Phật thì sao? Ngoài niệm mà cho con nghe ngoài. Hả? Ừ. Tối ngoài niệm Phật thì sao ngoài? Tối niệm 300 tiếng Phật. 300 tiếng Phật. Rồi. Rồi ngủ. Yeah. Ngủ cả tháng thức dậy niệm 300 tiếng Phật. Rồi. Ở nhà. Niệm tới 300 tiếng lần hả? 300 tiếng. Đâu niệm sao đâu đâu ngoài niệm cho con nghe coi. Ừ. Đâu nào ngoài niệm sao đâu. Yeah. Niệm sao đâu người niệm con nghe coi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm đúng 300 tiếng. Nam mô A Di Đà Phật mà là 300 tiếng. Ừ. Trời ơi. Mình có cái lon sao. Dạ. Cái lon mình xúc gạo đó. Dạ. Ai mình được. Ai. Là mới vô. 100 tiếng Phật coi cái mình lấy cái hộp đậu xanh mình bỏ vô đây. Dạ. Ừ. Đúng 300 cái đó là không nghĩ. Cái, dạ. Cái đó là như không quên luôn. Cái này là mình Phật giáo hòa hảo mà. Dạ. Ừ. Phật giáo hòa hảo. Dạ. Ngoại có thích ăn chao gì không? Chao á. Chao có thích ăn chao không? Hết đi nghe không? Ừ. Ăn chao chứ không phải là rau. Chao á. Chao để chấm rau á. Chấm rau á. Ừ. À cà. Dạ. Gà lang. Gà lang. À đậu bắp. Đậu bắp. Rau muống. Rồi bốn thứ nữa. Dạ. Vậy là ngoại chỉ thích ăn nước tương chấm với rau thôi chứ đâu có thích ăn gì nữa ha. Ừ, ngon lắm. Trời ơi. Ăn giàu khỏe. Ăn đơn giản gì rồi đâu có nhiêu tiền đâu. Ừ. Mua cho ngoại cái chai nước tương bự vậy nè. Ăn cả tháng luôn. Không ăn thịt bò, không ăn thịt heo, không ăn gà, không ăn vịt. Dạ. Chỉ ăn mấy món đó thôi. Dạ. Mấy món đó là không ăn. Bởi vì con thấy ngoại ăn vậy mình khỏe quá à. Ừ. Nhìn thấy ông nhỏ này. Ông nhỏ đó nó nóng gom cho ăn hoài đó. Dạ. Nhỏ rồi nhỏ nhà đây nè. Dạ. Ở đây là ruột thịt không à. Dạ, ruột thịt không mà thấy lòng khổ quá. Dạ. Ờ, đây giúp. Dạ dạ, thấy cái ngoại khổ cái giúp ngoại ha. Ừ. Cái nấu cơm nó đem qua cho ngoại ăn ha. Ừ. Dạ. Thôi con chào ngoại nha ngoại. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye ngoại ha. Ừ. Bye bye. Mình già cả rồi nói đâu ra đó đàng hoàng. Dạ. Trời do không thấy mà trời lấy không hay. Dạ đúng rồi ngoại. Không biết luôn. Ngoại cười ngoại cười cũng có duyên nè. Ngoại thích ăn chao bữa nào mua chao nước tương cho ngoại ha. Ăn rau vô. Ăn rau nó vô. Khỏe. Ăn rau vô nó khỏe. Ừ. Mát không khỏe. Nó cho nó mát nó khỏe hả ngoại? À. À. Ngoại có thích uống sữa không? À. Thích uống sữa không? Hả? Ngoại thích uống sữa không? Ăn sôi hả? Uống sữa. Không. Sao ạ? Không. Uống không tiêu. Uống tiêu. Không tiêu. Dạ. Uống trà đường à. Uống trà đường.
trà đường là ngoại uống ha. À, thì chưa nắng ngoại làm ca trà đường ra đây dăng cái võng nằm cho nó mát. Ngoại biết đọc thơ không? À. Bà ngoại biết làm thơ không? Biết gì? Làm thơ á. Hả? Biết đọc thơ không? Biết đâu coi không hả? Biết đọc làm thơ á. Đọc thơ á. Không. Ngoại biết hát không? Biết ăn cái gì? Biết hát không? Ăn gì? Ngoại biết hát không? Cái gì? Hát á. Không. 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 Ngoại có biết cài không nè? Ngoại có cái chuyện gì không? Biết cái chuyện gì không? Hả? Nè. Ngoại biết cái chuyện gì không? Hả? Bà ngoại biết cái chuyện gì không? Cái gì? Cái chuyện á. Kể chuyện ngày xưa á. Cái gì ngày xưa? Cái chuyện ngày xưa ngoại ngoại kể cho con nghe coi. Biết gì ngày xưa hả? Dạ, kể bà ngoại biết kể không? Thôi bây giờ cái đầu nóng quá, quên hết rồi. Cái đầu nóng quá, quên hết rồi. Quên hết rồi. Dạ. Cái đầu nóng quá, quên hết rồi. Bây giờ chỉ là biết đêm mặt thôi. Dạ. Biết đêm mặt ăn tương. Dạ. Chẳng sau này chẳng ai trời Phật cái dẫn mình về. Chẳng ở với trời Phật thôi. Dạ. Dạ. Con ở đâu? Này, con ở đâu hả? Ở này nè. Con ở ngoài đó đó. Nhiêu tuổi rồi con? Nhiêu tuổi còn đẹp trai với à? 10. 10 tuổi hả? Học lớp mấy? Lớp 4. Vậy thôi Tiến chia sẻ video cho bà ngoại, tại vì trên đường Tiến đi. Dân nào đi. Con về? Dạ. Dân nào về? Chúc nó con về. Ừ. Thì Tiến trên đường Tiến đi thì Tiến ghé sẵn ghé đây thăm bà ngoại, sẵn đây quay chia sẻ cái clip này cho cô chú và các anh chị em xem. Thì cô chú và anh chị em có thương Tiến thì nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Tiến chúc cô chú anh chị em một buổi sáng vui vẻ và an lành hạnh phúc nha. Cái gì ngoại vỗ đầu ngoại? Nóng. Nóng đầu hả? Nóng ở trong đó đó. Dạ. Ở đây ngồi ở đây mát mà ngoại. Dạ. Thôi Tiến cũng chúc cô chú và anh chị em an lành hạnh phúc nha. Tiến chào cô chú và anh chị em nha.